59. Phẩm vô tận, lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thầm nghĩ thế này. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rất là sâu xa, bát nhã ba la mật đa như thế cũng rất là sâu xa. Mình sẽ hỏi Phật, nghĩ như thế rồi, bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa là vô tận chăng? Phật dạy, bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thật là vô tận, giống như hư không, chẳng thể cùng tận. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa? Phật bảo, thiện hiện nên biết vì sắc vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì thọ tưởng hành thức vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì nhãn xứ vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì sắc xứ vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì nhãn giới vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ rất nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì nhĩ giới vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì tỷ giới vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì thiệt giới vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì thân giới vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì ý giới vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì địa giới vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì thủy hỏa phong không thức giới vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì vô minh vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì bố thí ba la mật đa vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì pháp không nội vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thoáng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì chân như vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì thánh đế khổ vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì thánh đế tập diệt đạo vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì bốn tịnh lự vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì tám giải thoát vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết
Vì bốn niệm trụ vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì pháp môn giải thoát không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì năm loại mắt vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì sáu phép thần thông vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì 10 lực Phật vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì pháp không quên mất vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì tánh luôn luôn xả vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì trí nhất thiết vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì tất cả pháp môn Đà La Ni vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì quả dự lưu vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì quả vị độc giác vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì tất cả hạnh Đại Bồ Tát vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện nên biết, vì sắc như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì thọ tưởng hành thức như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì nhãn xứ như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì nhĩ tĩ thể thân ý xứ như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì sắc xứ như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì thanh hương vị xúc pháp xứ như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì nhãn giới như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì nhĩ giới như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì tỷ giới như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì thiệt giới như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì thân giới như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm chuyên sanh ra như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì ý giới như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì địa giới như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì thủy hỏa phong không thức giới như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, vì vô minh như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não như hư không vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Hết quyển thứ 347.